nhận những cuộc gọi của các nạn nhân bị bạo hành và trực tiếp họp bàn để đưa ra phương án tư vấn giải quyết là công việc thường nhật của anh Hòa và những người đồng nghiệp. Hơn 10 năm gắn bó với ngành công tác xã hội, anh Hòa đã chứng kiến không ít cảnh đời bất hạnh, những trường hợp bị xâm hại hay bạo hành. Từ đó càng thôi thúc trong anh niềm mong mỏi được giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nghề nào cũng có những khó khăn nhất định và đôi khi còn gặp sự cố. Và đối với những người làm nghề công tác xã hội như anh Hòa, ngoài trái tim yêu thương thì còn cần có nhiều kỹ năng bổ trợ. Qua những cái hoàn cảnh, những cái vụ việc như thế thì bản thân tôi cũng phải tự thấy rằng là càng ngày mình càng phải tiếp tục mình rèn luyện, phải nghiên cứu, học tập để trang bị thêm các cái kiến thức, kỹ năng chuyên môn ngày càng tốt của mình, cũng như là trong cái công việc thực tiễn phải có thật nhiều hơn những cái đóng góp, những cái hoạt động để trợ giúp cho đối tượng để giải quyết những cái vấn đề khó khăn của họ, để khẳng định cái nghề nghiệp của mình cũng như là cái vai trò của mình. Đam mê với công tác xã hội, anh Hòa hiện cũng là thành viên của ban điều hành câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ, tiếp nhận tư vấn và trợ giúp giải quyết vấn đề khó khăn của các gia đình có trẻ tự kỷ, trực tiếp tham gia xây dựng và điều phối mô hình ngôi nhà Ánh Dương, mô hình thí điểm đầu tiên trong cả nước cung cấp các dịch vụ thiết yếu miễn phí 24/7 cho các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái bị bạo hành. Trong quá trình công tác với anh Hòa thì chúng tôi cũng được học hỏi rất là nhiều, và đặc biệt là những cái khó khăn trong cái công tác thì đồng chí Hòa cũng là người rất là trách nhiệm, sẵn sàng vào cuộc cùng với anh em để giải quyết công việc một cách thuận lợi và hiệu quả nhất. Năm 2021 thì đồng chí Đỗ Anh Hòa đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và là một trong những số ít tiến sĩ của tỉnh Quảng Ninh liên quan đến lĩnh vực công tác xã hội, và là tiến sĩ đầu tiên của trung tâm cũng như là của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thì với những cái kiến thức được đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành thì đồng chí Hòa cũng như là cán bộ viên chức của trung tâm công tác xã hội cũng đã vận dụng rất có hiệu quả vào cái công việc thực tế tại trung tâm, và chúng tôi đánh giá rất cao cái năng lực trình độ của đồng chí Hòa. Và đồng thời cái việc đấy thì song song với nghề công tác xã hội thì bên cạnh trình độ chuyên môn thì rất là một trong những cái yêu cầu rất là quan trọng, đó là những cái tính trách nhiệm cho công việc, đó là những cái tình thương và chia sẻ đồng cảm với những cái nhóm đối tượng yếu thế trong cộng đồng, trong xã hội. Tiếp nối những thành tích xuất sắc đã đạt được, năm nay anh Hòa được đề xuất là một trong 9 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với tâm niệm, những người làm nghề công tác xã hội, nếu không vì cái tâm thì khó có thể cống hiến hết mình cho cộng đồng. Anh Nguyễn Anh Hòa đang ngày càng nỗ lực trong hành trình giúp đỡ nhiều hơn những đối tượng yếu thế trong xã hội, mang tới niềm tin để họ vượt qua khó khăn và làm lại cuộc đời.